Có một người mà nghe hòa thượng giảng mà nói hai chữ buông xả, họ bỏ công ăn việc làm luôn, họ tu. Tu một thời gian rồi họ không còn cơm ăn. Đến dạ bạch hòa thượng nói buông xả, con buông xả hết trơn luôn mà bây giờ con đói rồi hòa thượng. Hòa thượng nói tôi đâu phải kêu cách buông xả đó, mà cái chữ buông xả của tôi nói đó là buông xả tham sân si, buông xả giận hờn trách người khác, buông xả không vừa lòng không vừa ý, buông xả cái mà mình không vừa lòng cái mà mình đang có, buông xả cái tâm đó ra. Còn cái hình thức thế gian, mỗi người mỗi công việc, việc nào sai việc nào ác thì đừng nên làm, gọi là đoạn ác tu thiện. Tôi kêu buông xả là buông xả cái tình chấp của tâm, còn ông lại buông xả cái cảnh bên ngoài mà tâm lại chấp. Cả cái việc thiện mà quý vị làm mà quý vị còn chấp nặng trong tâm là quý vị thành phước hết, không có cái gì mà công đức hết chứ. Thì bà này bà nghe hòa thượng giảng biết làm sao nói buông xả. Bà về bà nói với chồng bà, từ hôm nay đừng đòi hỏi em nữa, đừng có đòi cái gì em hết nghe chưa. Ban đầu thì chồng nó cũng chịu, nó thì cùng tu thôi. Bằng thời gian cái tự nhiên lửa gần gơm mà nó không cho, mà nó bén lửa sẹt sẹt hoài á. Thiền chồng nó lọ mọ đến, bà nói đi ra, đã nói rồi không có vị nữa để giảng sanh, buông xả đi, cứ đòi hoài mệt chết. Thiền chồng á, ban đầu thì nó cũng chịu, nó đi chỗ khác nó ngủ, nhưng mà nó tiếp tục nó cứ đòi. Nó làm cho gia đình cứ lục đục mà cười không dám cười, vui cũng không dám vui. Nó làm cho nó có một cái gì ngăn cách cái gia đình này lại. Rồi một thời gian sau cái tự nhiên chồng nó đòi con vợ, vợ không cho, cuối cùng chồng đi ngoài nó kiếm con khác. Bà này bà lại ghen. Quý vị thấy chưa, cái xã gì mà nó kỳ cục quá chả. Cuối cùng đến gặp nhà Đức Thầy, ơi bây giờ con nghe pháp hòa thượng con không hiểu đâu này. Cuối cùng con tưởng đâu vợ chồng cách ly luôn để niệm Phật giảng sanh, để thanh tịnh tâm. Bây giờ mà vợ gia đình con lu bu lộn xộn rồi, bây giờ con phải làm sao thầy? Những đức nói cho nó đại đi bà. Bà chết. Cái chuyện dễ chết luôn mà bà không giải quyết. Nó cho nó bao nhiêu chục năm rồi thì cho nó đại đi. Làm như là từ xưa tới giờ giữ được tròn vẹn lắm vậy đó. Bao nhiêu chục năm rồi thì bây giờ tu rồi thì phải thông cái tâm. Bây giờ dễ thương rồi, nó đòi bao nhiêu kệ nó đi. Giết tới nào mà nó hết nợ thì nó nghỉ đòi. Còn bây giờ nó còn nợ thì nó còn đòi, mà bà cứ mệt chết. Cái vụ này buông xả mà thấy phiền phức rồi đó. Lần hỏi Nhân Đức bây giờ con phải làm sao, Nhân Đức nói cho đi. Câu dễ vô cùng luôn, khỏi cần giải thích. Cho đi. Thầy thấy chưa, ông thầy nói chuyện đó nó rõ ràng vô cùng, không cần nói mé gì chứ, trò đi. Xong phải nói con nghe lời thầy. Xong một tuần sau đến gặp lại, Nhà Đức hỏi sao rồi, anh nói ổn rồi. Thấy chưa, ổn rồi. Thì một tuần nữa thì tự nhiên dẫn chồng đến, ông chồng gặp Nhân Đức cười mím mím, ông nói nhờ thầy. Trời ơi, mệt chết đi, cái gì buông xả kỳ cục ghê. Thấy không? Cái niệm Phật giảng sanh này là phương nương vào cái pháp, gọi là pháp này là pháp nhị lực chứ không phải là tự lực. Thở xưa thời Đức Phật tu pháp tự lực nên có những cái đạo người ta tu mà đồ người ta không bằng. Bây giờ quý vị mà tu cái đó chắc người ta bắt quý vị nó nhốt vô tù hết trơn luôn. Đúng không? Có những cái đạo tu lõ thể nó không bằng đồ có thấy không? Nói buông xả mà tâm của nó chấp nhất, nó hơn thua gì đạo nhau. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì đấu đá kịch liệt với người ta. Xả thì xả cái bên ngoài mà tâm thì hơn thua danh lợi. Cái đó xả gì? Đúng không? Còn pháp bố tu tịnh độ này chúng ta là tự nhiên trong cuộc sống. Nó tự găng nhắc mình để sống làm sao cho tốt đẹp hạnh phúc thôi. Không phải kêu mình đi làm sai. Mà dù con người có hư hỏng cỡ nào cũng phải quay đầu niệm Phật. Niệm viết từ câu Phật hiệu này nó điều chỉnh cái tâm mình từ từ. Bây giờ quý vị không cho chúng sanh hư hỏng trong thời này có phần gì thì họ nghỉ tu luôn sao? Đúng không? Đó, nên mới nói rằng là người hư niệm Phật thành tựu của người hư, người tốt niệm Phật thành tựu của người tốt, người trí niệm Phật thành tựu người trí, mà người ngu niệm Phật thành tựu của người ngu, người mạnh khỏe niệm Phật thành tựu người mạnh khỏe, mà người bệnh đau niệm Phật thì thành tựu của người bệnh đau. Có một công đoạn người hỏi rằng niệm Phật tâm thanh tịnh và niệm Phật tâm tán loạn thì công đức nào lớn hơn?
Thì Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân trả lời bằng nhau. Đúng không? Vì nghĩ bình tĩnh suy nghĩ coi đúng không? Cái công đức á, là nó không có chấp cái đúng cái sai. Cái công đức á, là niệm Phật á, là không có suy nghĩ nghi ngờ. Mà cái công đức niệm Phật á, là chỉ biết niệm Phật. Nên cái người thành tựu thời xưa như bà già bán khổ, hay là ông thợ giá nồi, hay là ông thợ lò rèn, toàn là không hiểu văn tự, mà chỉ biết nghe dạy niệm Phật là niệm Phật thôi. Ông có một chút gì nghi ngờ đó là công đức phước báo nhiều ít chân á. Nên từ nơi đó cái niệm là sanh tự tánh, nên cái tâm niệm đó gọi là công đức đó. Hiểu không? Nên bây giờ á, tạ tâm cũng niệm Phật, mà tịnh tâm cũng niệm Phật. Còn cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà là phát lên bổn nguyện để tiếp dẫn chúng sanh. Thế giới cực lạc là viên mãn, không phải kêu quý vị đi đem cái công đức phước duyên mà tu ở cõi này để trang nghiêm ở đó. Cái nhà của thế giới cực lạc là cái nhà tự nhiên, tâm nghĩ sự thành. Cái nhà đó là cái nhà viên mãn từ bổn nguyện của Ngài tu đã có sẵn rồi. Nhưng tại sao nói quý vị là tu hành để trang nghiêm tịnh độ? Là vì quý vị muốn gì? Giống như bây giờ chúng ta muốn cắt một căn nhà ở đâu thì chúng ta phải đem vật liệu, tiền bạc đến nơi đó để cắt. Cái tâm mình là hướng đến nơi đó. Chứ thế giới cực lạc không phải như cái nghĩ chúng ta nghĩ ở cõi đời này, mà là chúng ta hướng về, nên nói là trang nghiêm tịnh độ. Là vì tôi muốn về đó nên tôi phải bổ túc ở nơi đó để tôi về nơi đó. Là niệm niệm tôi chỉ muốn về nơi đó nên gọi là trang nghiêm tịnh độ. Hiểu không? Phân tích rất là rõ ràng, dễ hiểu luôn. Quý vị dù không hồi hướng về cực lạc mà niệm Phật thì cũng thành tựu à. Không cần hồi hướng cái gì, chứ chỉ cần niệm A-di-đà Phật, con muốn về cực lạc là đại hồi hướng. Chứ không phải nó hồi hướng tùm lum đâu chàng. Có những người hồi hướng xong rồi còn quỳ lên: tôi con hồi hướng cho ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sợ, ông tốn. Tùm lum tùm la hồi hướng. Hồi hướng cho nhiều thì cái tâm này càng vọng tưởng nhiều. Mà tâm vọng tưởng nhiều thì nó tạp tâm rồi, thì nó không có công đức gì để hồi hướng nha. Hiểu không? Chỉ một câu hồi hướng cũng quá viên mãn rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Là cái gì cũng ở trong đó hết trơn rồi, còn gì nữa. Ông bà, cha, mẹ, tổ tiên gì cũng là chúng sanh hết trơn rồi. Mà cái tâm nó mở rộng ra như vậy thì nó vô cùng là thù thắng về công đức. Mà trong công đức nó có phước báo. Còn nếu như mà chấp nhất đủ thứ cảnh duyên, sợ người thân không có, thì từ công đức nó chuyển thành phước báo, là tạp tâm nên phước báo. Phước báo thì không có công đức. Mà phước báo thì nó hữu lượng ở thế gian, trong lục đạo luân hồi. Còn cái tâm thanh tịnh là cái tâm không chấp, không phải là thanh tịnh là không vọng tưởng, mà là không chấp cái phước báo công đức luôn. Nên từ nó sanh ra công đức, mà công đức thì nó có phước báo. Mà cái phước báo trong công đức là cái phước báo giải thoát. Còn cái phước báo mọi vị chấp nhất là phước báo thế gian, gọi là hưởng phước sẽ hết ở thế gian này. Nên nghe gì rồi hà Phật tử, cái tâm trạng vị rất là nhẹ nhàng, thấy không? Cái gì cũng có thể giải quyết được hết trơn á. Đó, học Phật thì trong hoàn cảnh nào học Phật hoàn cảnh nấy à. Gặp chồng thương thì niệm Phật theo hoàn cảnh chồng thương. Chồng ghét thì niệm Phật theo chồng ghét. Chồng bỏ thì niệm Phật theo chồng bỏ. Mà chồng mà nâng niu chiều chuộng thì niệm Phật theo chồng nâng niu chiều chuộng. Chồng lo lắng cho cuộc sống, niệm ấm chăn im, nâng niu chiều chuộng. Cổng mà đi tắm, ẩm mà đi tắm. Mỗi ngày chải tóc cho mình, mà mỗi ngày rửa mặt cho mình. Nó thương đến cái mức mà trời ơi, nó thương dữ lắm. Nó thương ghê gớm lắm, nó thương không tưởng tượng được, có không? Có không? Có nhiều cô đây cũng đã từng được thương vậy mà, đúng không? Ồ, nó thương mà từ trên trán của mình, nó thương tới gót chân của mình, nó thương trầu, thương ghê lắm. Quý vị đừng có cho nó là thật nghe. Tại vì một ngày nào cũng mình cũng sẽ chết đi. Mình nói thương thì cứ thương đi, nhưng tôi biết mà, tôi biết mà cái cuộc đời này không có thật đâu. Tôi phải về cực lạc nó mới là thật, hiểu không? Có nghĩa là trong cái thương đó thì mình chấp nhận cái thương đó. Nhưng tâm mình biết được rằng nó không có thật, nó sẽ giả tạm. Nó sẽ một ngày nào sinh ly tử biệt, phải nhận thức chỗ này. Thì nó có thương bao nhiêu thì mặc kệ nó. Còn nó ghét cũng được, mà nó thương cũng được. Còn ta luôn luôn giữ câu A Di Đà Phật. Nó phải nhận thức vậy, chứ không phải nói là trời ơi thầy ơi, bây giờ chồng con bỏ con khổ, con muốn học Phật thầy ơi. Mai mốt nó thương lại thôi con nghỉ học Phật thầy ơi. Cái này là mình không hiểu rồi. Mình không hiểu rằng cuộc đời này nó không có thật rồi, quý vị. Thấy không? Nên mỗi một con người ở đây đầu năm đi đến đây cộng tu mà nghe như vậy rồi, quý vị thấy cái cuộc sống quý vị tự tại không? Và học Phật tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời, học Phật như vậy là quá tuyệt. Học Phật là cái gì? Học Phật là học an vui, học hạnh phúc, học tự tại. Chứ tại sao càng học Phật mà càng nặng nề? Người ta ở đây hơn 600 người mà ta còn vui tự tại nè. Người ta không có gì nặng nề hết trơn nè. Còn mình nhà có một hai người thôi mà mình nhăn nheo bèo nhèo cả năm làm mà tới Tết còn không có tiền ăn Tết, nó khổ ghê không? Nặng nề đủ chuyện hết, vì con, vì cái, vì chồng là vì sao?
Vì cái tâm mình chỉ đặt vào có vài người đó thôi à. Nên mình khổ nè. Còn ở đây người ta lo cho hơn 600 người mà người ta dạy người ta người khác tu, ai cũng là người tu hết á, thì lo tu đi. Phương pháp đó đưa lên rồi, y gan Đức Thích Ca Mâu Ni, dù đệ tử của ngài rất nhiều nhưng ngài rất là ung dung tự tại. Ngài chỉ đem cái pháp ngài dạy thôi, chứ ngài đâu có chấp vào cái việc mà dạy đó họ làm được hay không làm được. Còn ở trong gia đình mình, vợ con mình đó, là mình nói rồi mình còn coi con nó làm được hay không. Mình đi theo mình coi, mình cứ ghinh gặp mình coi, cái tâm chấp nhất đó nên mình khổ. Còn Phật pháp là tùy duyên, mình đã dạy rồi, còn người ta làm được bao nhiêu là chuyện của người ta. Còn quan trọng là mình phải làm cho tốt. Nếu mình làm tốt rồi mình mới hóa độ được người ta. Còn mình nếu không làm tốt sao mà giúp được người ta. Đó, đây là những cái việc mà trong Phật pháp là thật chắc đó nha quý vị. Có nhiều vị Phật tử hỏi thầy ơi, năm nay thầy có tổ chức chương trình mừng thọ cho các cụ không? Đúng ra mùng 6 chúng ta tổ chức mừng thọ, nhưng mà là do gì năm nay máy nghe pháp, máy niệm Phật đồ nó không có về được quý vị à. Nhưng Đức không có một món quà gì hết trơn, sao tổ chức mừng thọ? Nó ít gì thì nó cũng có cái hình thức là mừng thọ thì phải có một món quà cho các cụ già, đúng không? Thì bây giờ những Đức đang chuẩn bị quà, thì chắc chắn là 20 là ngay ngày Chủ nhật luôn, trong tháng Giêng này, ngày 20 ha, là chúng ta sẽ tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 70 trở lên. Tất cả những người có cha mẹ mà còn sống đó, từ 70 hay nhỏ hơn, quý vị cũng nên dẫn đến đây để dự cái chương trình, cảm thấy rằng những người già người ta được có cái niềm vui, người ta được cái sự chúc mừng người ta vài câu vậy đó, mà cái hình thức là nói mừng thọ đó người ta vui lắm. Rồi mình đem cái Phật pháp mình giới thiệu cho người ta. Rồi quý vị dẫn con, dẫn cháu, rồi ông bà đi đến đây ngay cái ngày đó, họp mặt ngay chùa nè. Bây giờ thí dụ như bây giờ hai vợ chồng, ba bốn đứa con gì đó, rồi dẫn cha mẹ, rồi anh chị em, rủ được thì rủ cùng chung. Ở nhà thì tổ chức một chương trình mừng thọ thì khó, bây giờ ở đây người ta tổ chức thì cha mẹ đi đến đây, con cháu đi đến đây, khi chương trình mừng thọ xong đi đến đây sớm sớm chút xíu ha, cái dẫn ông bà đi vòng vòng đồ, bắt đầu chụp hình với ông bà đồ ha, rồi bắt đầu là chút khi mà sắp xếp vô đây thì người già vào trong đây ngồi hết ở trong đây, nó thì tự nhiên có một cái lễ vậy chút xíu. Tại thật sự mình nghĩ người già đây là những cái phương tiện mà để cho sau này á, cái duyên của họ tiếp gần gần với Phật pháp một chút, hiểu không? Đây là phương tiện đó. Rồi từ hôm nay là mỗi một tháng những đức chùa mình sẽ tổ chức sinh hoạt lần. Sinh hoạt lần là cái cách gì quý vị? Là vì nó quá vui nên những người già biết hát biết ca, mình cho những người già hát ca để chi? Để nó thu nhiếp, nó dẫn dắt những người già mà chưa chịu tu đó đi đến đây để mà tổ chức sinh hoạt. Thì trong cái đoạn sinh hoạt đó mình lại nói Phật pháp trong sinh hoạt đó ra. Bây giờ quý vị kêu có những người đi đến đây ngồi đây không gì họ không ngồi đâu, nhưng mà có hát, có ca, có nhảy, có múa, họ vui, mấy người già họ phái, bắt đầu là họ đi đến. Thì mình nói Phật pháp trong lúc đó thì họ thấy đi đến chùa vui quá, chứ đâu phải là cái tâm trạng đi đến chùa mà nặng nề buồn gì đâu. Nên từ từ họ chịu đi đến chùa, và từ đó mà kết duyên ngôi Tam Bảo, từ từ tiến gần với Tam Bảo, và sau này mình dạy cho họ niệm Phật để họ thành tựu con đường giảng sanh. Thấy không? Đó là phương tiện hết đó quý vị. Rồi bữa nay có tượng Phật nè, những đức chuẩn bị 100 pho tượng Phật á. Thì tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đó, người nào chưa có tượng nào thì chút qua Bảo Tháp ăn cơm xong nha, qua Bảo Tháp thỉnh về. Những đức hồi nãy nói rằng là mỗi một gia đình nên có một ngôi chùa đi, nhà có chùa đi, lỡ mai mốt không về chùa này được thì nhà có chùa, thấy không? Đó mới là tự tại chứ trời. Học Phật bao nhiêu chục năm mà tự nhiên dịch bệnh cái là ngớ người hết trơn. Thầy ơi thầy, thôi con đừng đến với thầy nữa con, lúc này Covid rồi con ơi, đừng đến đây, đừng có gặp thầy nữa. Hết Covid đi hả, đến đây con à. Tự nhiên sao mình bị câu thúc kỳ cục rồi. Con làm gì con phải đi tìm thầy chi nữa. Bây giờ con ở nhà con cũng học Phật được rồi, con cũng có phương pháp tu rồi, đúng không? Tự nhiên mình tự tại vô cùng. Tự nhiên mỗi một con người học Phật là tự nhiên mỗi người xây được cái ngôi chùa ngay nhà mình luôn. Cái phòng nhỏ thì chùa nhỏ, phòng lớn thì chùa lớn. Chùa nhỏ chùa lớn gì không biết, mà chỉ cần có tu là có Phật à. Thấy không? Nó rồi bây giờ thỉnh tượng Phật về, tự mình an vị Phật luôn. An vị bằng cách nào? Dễ, ai cũng làm được luôn. Mời tôi đến cũng làm như vậy luôn. Vậy thôi quý vị tự làm đi. Làm sao thầy? Bây giờ nếu mà làm được cái bàn thờ thì làm. Còn nếu như không có tiền thì sao? Thì mua tấm kiến,
để tấm kiến bên dưới, rồi xong để tượng Phật lên, một pho tượng Di Đà hay một pho tượng Quan Âm, còn nếu ba pho tượng thì cũng được. Rồi xong bắt đầu là mua lư hương nhỏ nhỏ gọn thôi, rồi một bát nước hay là ba bát nước để cúng cũng được. Rồi bên đây là bình hoa thiệt hay hoa giả gì cũng được, bên đây là trái thiệt trái giả cũng được. Nhưng quý vị nhớ, cúng Phật có thể cúng hoa giả và trái giả, nhưng cúng thổ địa thần hoàng thì nên cúng trái thật hoa thật. Vì sao? Thổ địa thần hoàng thì còn trong lục đạo luân hồi nên còn hưởng hương quả. Đã là thờ người ta riêng thổ địa thần hoàng là phải cúng hoa thật trái thật. Vì sao? Họ vẫn như mình đang hưởng hương quả. Đừng có cúng đồ giả, nghe không? Riêng cúng cho Phật mà hoa giả trái giả là không sao. Vì là cái biểu pháp cúng hoa là nhân thiện thì có quả thiện thôi, đó là biểu pháp. Còn riêng thổ địa thần hoàng ông Táo là phải cúng hoa thật trái thật, vì họ vẫn còn hưởng hương quả trong lục đạo luân hồi, hiểu không? Nó nên bữa đó những đức nói có một buổi chia sẻ đó, nhà còn thờ thổ địa thần hoàng tổ cô thì bây giờ thờ Phật có cần dẹp những cái đó hay không? Hồi xưa thì những đức kêu quý vị đem về chùa đúng không, bây giờ những đức phiên quý vị để tự nhiên luôn, chúng ta cùng sống trong cảnh giới này luôn quý vị. Rồi thờ Phật cứ thờ Phật. Ngày xưa chưa học Phật thì đi đến thổ địa thần hoàng tổ cô cầu xin cái này cái kia cái nọ đúng không? Bây giờ đã học Phật rồi không cầu xin cái gì nữa cả, mà đến thắp nhang cũng niệm A-di-đà Phật. Tới thờ mình lên công phu thì mình mời các vị chúng ta cùng công phu để cùng hướng về thế giới cực lạc. Như vậy thì thổ địa thần hoàng trong nhà mình đang thờ cũng là phải niệm Phật, vì họ vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Nhớ nghe, làm vậy thì chúng ta không có nước sông phẩm nước giếng. Bây giờ tự nhiên vừa học Phật pháp cái dẹp hết trơn, các ngài nói do ông nghe ông Phật, do ông nghe, do ông mà nói dẹp tôi á, tôi ghét ông lắm á. Không, mình nghĩ ra đúng rồi, mà mình mà kêu không thờ nữa có khi cũng đụng chạm luôn. Tại ông thầy Đức nè, tại ông thầy Đức này mà bây giờ nó dẹp tôi hết trơn nè, thấy không? Trong cảnh giới quỷ thần phiền phức lắm, không có giỡn. Nên đã lỡ thờ rồi thì duy trì y nguyên, cùng niệm Phật cùng tu hết luôn, có sự gia trì cũng tốt lắm, không có sai đâu. Còn nếu chưa từng thờ thì thờ Phật thôi, đừng đem về nữa, hiểu không? Chưa từng thờ thì đừng đem về nữa, thờ Phật không là đủ rồi. Còn thờ trước Phật thì bây giờ đã thờ Phật thì chúng ta chuyên niệm Phật, nhưng vẫn duy trì thờ các ngài y nguyên như vậy. Rõ ràng nghe không? Rất là rõ ràng đó. Rồi có nhiều người nói rằng bây giờ cha mẹ con sau này mất, không biết con nên chấp điếu hay không chấp điếu thầy. Nên chấp điếu, vì lúc trước tới bây giờ đi tiền bạc cho người ta về cha mẹ người ta mất có chấp điếu. Nên bây giờ mình chấp điếu lại, mình lấy tiền này để mình làm phước báo công đức, tu công đức hết thì cha mẹ mình mất cũng có lợi, mà người bỏ tiền vào chấp điếu cũng có lợi. Còn nếu như mình không chấp điếu thì họ mua hoa quả hoặc ngày nhang khói nhiều quá, không giải quyết được vấn đề theo mình sắp xếp. Hoa thì một hai ngày nó cũng hư, cũng vứt bỏ, phiền phức, không có lợi ích gì. Nên chấp điếu mà đem tiền đó chúng ta làm công đức phước duyên hết thì ai cũng có lợi, phải nhớ. Ai cũng có lợi, nhớ nghe. Còn nếu như mà gia đình mình giàu có tiền thì hoàn toàn tiền của mình để lo cho cha mẹ khi mất là tiền của mình, còn tiền chấp điếu không dùng một cắc bạc nào. Còn nếu như gia đình của mình nghèo mà làm đám cho cha mẹ mà mượn nợ thì đừng nên mượn nợ, lấy đồng tiền chấp điếu này để trang trải cái chuyện làm đám cho cha mẹ, dư bao nhiêu không xài một cắc bạc nào của đồng tiền này, dù nghèo cỡ nào cũng không xài, đem đồng tiền này đều đi làm những cái việc phước thiện hết thì cái việc này rất là đúng. Phải nhớ quý vị, nhân đức hướng dẫn rất là kỹ lưỡng rõ ràng luôn, để cho nó lợi ích đúng rõ ràng luôn, chứ nó không có phải là mù mờ, hiểu không? Đó, thì bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta cởi mở chỗ này ra, thì mình càng học Phật mình phải càng cởi mở. Mấy ngày nay còn khổ uống nước đá quá dữ, nó bữa nào cũng ăn bánh ngọt uống nước đá, bữa nay nó sắp sửa đi bụi rồi.
lên nói chuyện nãy giờ đầu tiên nó hét dữ quá đúng không, suốt luôn mà trời ơi, mấy tháng chờ mà Phật tử người ta không về cái gì, bây giờ người ta về mà không gặp cũng không được. Nên từ mà sáng mở mắt ra là nói chuyện suốt cho tới 9 giờ tối. 9 giờ tối mà có khi còn tiếp thêm các anh em ở bên kia vẫn qua ngồi nhau ăn bánh uống nước với anh em mấy ngày Tết nữa chứ. Rồi chạy qua bên đây đạo tràng bên kia cũng dính, chạy về đạo tràng bên đây cũng dính. Cái mùa Tết này cần cổ sắp sửa si cầu que. Thôi kệ đi, còn nói được thì chăng thật mà nói ha. Nhưng mà cái tâm mình nó đặc biệt lắm quý vị ơi, đúng là cái pháp môn tịnh độ nó tuyệt vời gì đâu, trong tâm nó thật sự là an lạc, thật sự là nó vui mà nó tự tại vô cùng đó. Nên cái pháp môn tịnh độ này tuyệt vời lắm, nó giải thích rất nhiều thứ, và chúng ta tự nhiên nó cởi mở từ cái tâm rộng lớn mà nó giải quyết hết tất cả vấn đề. Quý vị phải biết rằng trong nhà Phật á, Đức Phật á bao gồm lại một câu vô cùng gọn để cho chúng ta học Phật: tin nhân quả. Phật nói rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Còn bây giờ họ mê tín, họ lại đi vào cái chuyện viển vông, những cái việc tự nhiên đi xin một cái gọi là bên âm thì không dám đi, sợ chết, bên dương thì mới đi. Tới nó chết rồi dù 100 cái dương thì mày cũng bỏ mạng. Nó không chết rồi dù 100 cái âm thì mày cũng sống, khỏi cần lo. Trời ơi, ở đây người ta nuôi bao nhiêu trăm người già nằm đó không ăn không uống, nằm hoài bao nhiêu năm không chết. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói nghiệp nặng, muốn sống không được, muốn chết không yên, không chết. Cái người khỏe re đi soi sỏi tự nhiên yếu một cái chết queo. Mà cả ngoài đời quý vị cũng thấy rõ ràng mà, đúng không? Thì Phật nói như thế nào? Con người có số mệnh, con người có số mệnh. Đã là con người có số mệnh như vậy thì cái số đến lúc chết thì là chết, cái số còn sống thì là sống. Cái số đến lúc chết rồi dù cho là có bác sĩ tiên xuống trị cũng chết. Còn cái số mà gọi là sống, dù cho có người hại quý vị nó cũng là sống. Nếu như người ta quyết định giết quý vị, vừa giết quý vị xong thì chưa qua 49 ngày quý vị tiếp tục có cái thân mới. Vì sao? Vì thọ mạng vẫn còn. Học Phật là học chánh tín, chúng ta đi vào chánh tín thì chúng ta rất là tự tại, mình rất thông dong tự tại. Còn cái số bạn là cái số nghèo, đời này là nghèo, trong tài khoản quý vị không có một cắt bạc nào hết trơn, trong mạng có tiền. Bây giờ bạn cố công, bạn nhìn cái sự giàu sang của người ta, bạn thích cái giàu sang người ta, bạn thích xe của người ta, bạn thích nhà người ta, mà trong mạng bạn không có tiền, bạn không tạo trong mạng có tiền, mà bạn chỉ có cái thích đó thôi. Bạn có suy nghĩ bao nhiêu thủ đoạn thì nghèo vẫn là nghèo, mà còn nó còn tạo thêm cái phước, cái nghiệp thừa cho bạn. Đã nghiệp giải quyết chưa xong mà còn nghĩ những cái thủ đoạn để muốn có của cải thì tức khắc nó tạo thêm cái nghiệp, tiếp nối cái nghiệp này, là cái nghèo đời đời kiếp kiếp không buông xuống được. Hiểu không? Còn trong thọ mạng người ta là dài, trong số mệnh người ta là có tiền, thì tức khắc người ta làm chơi cũng ăn thiệt. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ trong cuộc đời của mình. Có những lúc người ta nói là đương thờ. Đương thờ là gì? Đương thờ là đang có phước. Cái câu thế gian gọi là gì? Đương thờ. Lạ thay, một con người đang có phước thì họ làm chơi cũng ăn thiệt. Người ta làm hoàn toàn thất bại, họ chỉ cần bỏ vào vị trí đó làm thành công, đó là lúc đang có phước. Còn nếu như khi bạn đã xài hết phước, tại vì bạn có phước mà bạn chỉ biết tạo tiền bạc mà bạn không tu phước, giống như một ly nước bạn chỉ có uống mà không châm nước vào, thì khi nước hết rồi thì nước đâu uống. Thì một con người này họ đang có phước, gọi là đang đương thờ, thì làm chơi họ cũng có thiệt, hiểu không? Còn khi họ xài hết phước rồi, họ có suy nghĩ cỡ nào làm thiệt cũng không có gì. Nên con người phải tính vào cái việc là tin sâu nhân quả. Bạn đã gieo nhân gì, bạn gặt quả báo nấy. Đây gọi là học chánh tín. Còn nếu như bây giờ học Phật mà chạy theo con đường mê tín, nhưng vì sao bạn đi vào con đường mê tín? Duyên không đồng.
Cái bắt nguồn đi học Phật của bạn, ban đầu bạn đã bị dính một cái tư tưởng mê tín cực kỳ nặng. Bạn đến một ngôi chùa, bạn gặp một vị thầy toàn là đứa vị mê tín, mà vị thầy này cũng là cái nhân không được tốt. Gặp một vị thầy trước đó nữa cũng là mê tín, người thầy trước nữa, gặp một vị thầy trước nữa cũng mê tín, từng đời nó truyền xuống là mê tín. Tới ngày chúng ta cũng là thiếu phước thiếu duyên, gặp ngay ngôi chùa hướng dẫn mê tín, thì mình bị tư tưởng nó áp đặt vào tâm mình quá nặng nề, nên trở thành một nhóm người mê tín nặng nề. Quý vị điều chỉnh họ khó lắm. Mê tín gọi là gì? Là mù mờ. Giống như mỗi một người chúng ta đều có một cái bản tính như Phật, như là vầng trăng sáng. Nhưng do gì bị mây đen là cái sự mê tín mù mờ che lại rồi. Giống như vầng trăng sáng nhưng bị mây che thì làm sao sáng được. Thì họ vẫn là có bản tính làm Phật đầy đủ, nhưng do họ bị cái sự mê tín dính mắc rồi họ chấp nhất nặng nề, họ không vừa lòng không vừa ý, họ đủ chuyện trở ngại trong tâm họ đó, của họ đã che lại cái tự tánh sáng suốt phát triển. Tự tánh thì làm Phật đầy đủ nhưng không phát ra được, nên tuy họ học Phật nhưng họ không hưởng được sự lợi ích chân thật của Phật pháp. Còn tại sao mình lại gặp được duyên thù thắng là mình nghe pháp mình giải tỏ được nhiều tâm tư, càng học Phật thì càng vui. Vì cái nhân mình cũng đã từng gặp được cái duyên, mình đã nhiều đời nhiều kiếp tu trong cái chánh tín, thì bây giờ cái quả báo mình gặp đó là gặp chánh tín để mà tu. Nó đều từ nhân quả hết quý vị à, phải nhớ, chứ không phải tự nhiên bỗng không đâu. Bây giờ tự nhiên chúng ta ngồi đây, quý vị nói bỗng không chúng ta ngồi đây hả? Có những người từ ngoài Hà Nội, từ ngoài Bắc, từ phương xa tự nhiên đi đến đây ngồi đây. Còn có những người ở đây, người ta chạy lại một phương xa nào đó người ta ở. Ví dụ như tự nhiên vậy đó, mình đang ở nơi bình yên, cái mình chạy lại một cái nơi vô cùng là không bình yên, mình ở đâu đó. Thì quý vị biết là từ đâu? Từ do cái nghiệp duyên nó dẫn dắt mình lạ như vậy đó. Nên Phật pháp dùng hai chữ nhân quả để mà dạy chúng ta. Con người khi thông được cái tư tưởng của nhân quả thì tức khắc quý vị là con người không bao giờ bị phiền não chói buộc, và không bao giờ bị thất vọng những việc mà người ta đối xử với mình tệ bạc, mà mình đối xử với người ta rất đàng hoàng nhưng người ta đối xử với mình rất tệ. Mình đã hiểu nhân quả rồi thì mình không có trách người ta gì, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, trả cho xong món nợ đã thiếu đi. Còn bây giờ mình đã thiếu nợ mình trả mà mình còn cằn nhằn cứ nhử thì sao? Thì nợ trả chưa xong mà mình tạo thêm nghiệp mới, cứ tạo hoài tạo hoài tạo hoài. Quý vị nghe Phật pháp á, không phải là nghe nhiều văn tự đâu, mà nó lập luận cái mà quý vị có thể làm được và thành tựu trong cuộc đời này. Nó quay lại để nó nhắc mình những cái quan trọng, như những điều này những đức đã từng nói qua rất nhiều lần, nhưng do chúng ta nghe nhưng quên. Nhưng quý vị thấy mỗi lần mà nghe lại thì mỗi lần nhắc mình, mỗi lần nghe lại là mỗi lần nhắc mình. Nhắc lâu ngày nó tạo cho mình thành một cái tịnh nghiệp, đủ năng lực để mà mình có thể giải quyết những vấn đề trở ngại trong cuộc đời của mình. Qua cái chỗ học Phật là hiểu và tin sâu nhân quả. Phải nhớ đó. Nên bao nhiêu cái tạp tục thế gian quý vị coi dãy đầy, thì bây giờ chúng ta có thể ngồi đây nghe pháp. Còn bao nhiêu con người có thể tết nhất, người ta đi lông nhông ngoài đường, người ta đi đầu này chỗ nọ, người ta đi cũng là nghe Phật pháp, cũng là nói đi chùa. Nhưng mà cái việc đi chùa mỗi người đi khác nhau. Người thì đi đến chùa để tìm hiểu Phật pháp, để đem Phật pháp áp dụng trong gia đình. Còn người thì đi lông nhông đi hoài, đi mãi, đi tới chừng nào mà thỏa mãn đến chết. Nên Ấn Tổ ngày nói rằng con người ta cứ bận rộn cho đến khi chết, ít có ai đến chết mà buông xuống được cái cõi đời này. Thấy không? Nó có nghĩa là cứ bận rộn mãi vậy đó. Nó cũng là nói đi học Phật, cũng là nghe Phật pháp, cũng là đi chỗ này đi chỗ kia, nhưng mà cuối cùng thì họ không có, có một phương pháp rõ ràng. Đến khi mà gặp dịch bệnh hay gặp sự cố gì thì họ chớ dớ hết chứ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, quý vị có thể đi đến chùa này được, nhưng mà không đi đến chùa này được thì nhà cũng có chùa luôn. Tại sao không tạo ra chỗ này? Lúc đi đến đây được thì đi đến đây, còn không đi đến đây được thì ở nhà cũng có chùa. Tại sao không tạo một ngôi chùa trong nhà? Tại sao mình không có cái quyền làm chủ? Có nhiều người ở ngoài Bắc quý vị biết rằng họ học Phật mà họ bị quý thầy câu thúc luôn á.
Quý thầy dọa luôn á, dọa luôn chứ không phải giỡn đâu. Đó, bây giờ các con đi phải không, đi giết đi, rồi mai mốt nè nhà có chuyện hậu sự gì á, đừng có kêu nghe chưa. Cần gì kêu ông làm gì cho nó mệt, tôi giải quyết được nó mới hay chứ kêu ông chi. Trời ơi trời, Phật pháp là tôi dạy con người ta là dạy cái gì, là dạy cho người ta làm được cái việc mà ông thầy làm được, chứ đâu phải tôi kêu tôi độc quyền để ai cũng kêu tôi, vậy là tôi cực chết được rồi. Tôi đâu có dạy gì để tôi kêu người ta lôi tôi đi để cho tôi cực, tại vì tôi đâu có kiếm giác từ chỗ đó. Nên tôi đem tất cả những cái gì chúng tôi học Phật được tôi đều trao cho người khác hết. Tôi cũng như người ta, người ta cũng như tôi, ai cũng như nhau, ai cũng có quyền làm những việc mà chúng ta có thể làm được. Ông thầy chùa làm được thì người cư sĩ cũng làm được. Phật pháp gọi là gì? Bình đẳng. Hay không? Quý vị nghe, quý vị thấy nó đặc biệt không? Nó tào tào không? Vì chúng con cũng làm được hả thầy? Được. Vì chúng con ở nhà cũng có chùa hả thầy? Có chùa luôn. Quý vị đi đến đây, quý vị nhìn trên bàn thờ Phật ở chùa, thờ cái gì? Thờ Phật. Vì nhà quý vị thờ cái gì? Thờ Phật. Vì thì nhà quý vị thờ Phật, ở chùa cũng thờ Phật. Vì nhà quý vị cũng là chùa, chùa cũng là nhà quý vị. Như vậy thì chùa cũng là nhà của ở đây, để cho người trong đây ở. Thì nhà quý vị cũng ở, cũng có bàn thờ Phật. Như vậy thì quý vị đi đến chùa được cũng được, mà quý vị không đi đến chùa được thì cũng được. Chỉ cần quý vị chịu học Phật và có một phương pháp tu, mỗi ngày nghe pháp rồi niệm Phật tu hành, còn ngày Chủ Nhật đi đến đây được thì đi đến đây bổ túc, để mà chúng ta gây dựng thêm tín nguyện đi tu. Và lâu lâu mình đi đến đây ngày Chủ Nhật để làm chi? Để mình cảm thấy mình gần với công chúng, đại chúng, để mà rèn luyện mình. Rồi có những cái mình đi đến đây cũng rất là vui trong cái cuộc đời của mình học Phật và sống trong cuộc đời này. Những ngày Chủ Nhật đi chỗ này chỗ kia chơi, bây giờ thôi chúng ta đi đến đây để chúng ta niệm Phật tu hành. Còn không đi đến đây được thì chúng ta ở nhà có ngôi Tam Bảo, hai ba vợ chồng dẫn nhau đi mua đồ phóng sanh, rồi xong về nhà tu một thờ, rồi gia đình nấu một buổi cơm chay, vợ chồng mấy đứa con ngồi ăn, quý vị thấy hạnh phúc không? Trời ơi tuyệt vời. Gia đình có hậu sự đi làm sao? Có phương pháp hộ niệm sẵn rồi, rủ người được thì rủ, còn dịch bệnh không rủ được ai thì nhà tôi hộ niệm cho tôi. Vợ chồng tôi, vợ hộ niệm cho chồng, chồng hộ niệm cho vợ, con cái tập trung hộ niệm cho cha mẹ, đúng không? Hoặc là bật cái điều niệm Phật lên rồi mình niệm theo thôi, nhắc nhở nhau, anh niệm Phật đi, anh niệm Phật đi, gì cực lạc trước đi, lên cho đó trước, đợi em nha, em lên sau. Còn nếu em thì nói, thì anh nói em ơi niệm Phật đi em, về cực lạc trước đợi anh nha, rồi anh sẽ lên. Đẹp không? Quá đặc biệt. Tự nhiên học Phật bị người ta câu thúc à? Đi học Phật mà bị người ta dọa, bị người ta câu thúc. Không đến với thầy đi, không đến với thầy đi, rồi mai mốt á nghe, rồi lúc đó có hậu sự gì rồi đừng có kêu nghe. Tôi nói thật một điều, chính bản thân ông còn chưa giải quyết được vấn đề, đừng nói chi là ông làm cho tôi. Ông chỉ là ỏ e vài ba câu đó giải quyết được vấn đề gì. Cái quan trọng là cái mình tu nè, đúng không? Học Phật là gì? Học chánh tín, nhớ nghe. Không bị ai dọa, không bị ai bó buộc. Những gì tôi muốn làm là việc đó tôi hiểu tôi làm. Không có phải là tôi nghe mà tôi mê sai, tôi mù mờ mà tôi làm. Học Phật là chánh tín mà. Nên cả đời vì học Phật nhớ, đừng bao giờ thất vọng bất cứ một con người nào học Phật cả. Cả người hướng dẫn quý vị luôn, quý vị phải nhớ. Đừng bao giờ thất vọng ai cả, vì trong cuộc đời này tôi cũng là phàm tăng, quý vị cũng là phàm phu, đúng không? Chúng ta đều là phàm. Đã là phàm thì lúc này lúc khác bất thường. Có những người nói trời ơi con gặp một số thầy chùa chiền cũng nổi tiếng thế ghê mà làm bậy làm bạ, bây giờ tùm lum trên mạng á, con mắc tính tâm với Phật pháp quá. Ngu si. Quý vị mắc tính tâm với Phật pháp cái gì? Họ là một kẻ phàm tăng thì cái lúc này lúc khác là bình thường. Nếu như người nào đi tu cũng là người tốt gì, Phật pháp thì đâu có si, đâu có nói là mạt pháp. Đã nói là thờ mạt pháp thì phải có người học Phật tầm bậy thì mới là mạt pháp. Còn nếu người nào cũng học Phật, người nào cũng cạo đầu mà đàng hoàng mà ngon hết thì gọi là chánh pháp, đúng không? Đó. Vậy thì quý vị tu phước từ cái người xuất gia mà không đàng hoàng có phước không? Cái tâm quý vị giúp cho một con người bình thường còn có phước. Không chi họ là cạo đầu xuất gia mà làm gì không có phước đức. Cái phước đức này không phải quý vị cầu từ họ, không phải cầu cái bên ngoài, mà là quý vị tự phát tâm tội nghiệp thương yêu họ. Vì một con người với con người ai cũng có ăn, có uống, có đồ đạc bạn.
Nên đó là mình đang giúp cho một con người có cuộc sống. Còn họ cạo đầu xuất gia là họ có một cái duyên trong ngôi Tam Bảo. Quý vị đừng có quan niệm họ là cái gì. Quý vị chỉ cần chân thật, quý vị giúp được thì cứ giúp. Chỉ cần có cái tâm đó thôi. Còn họ làm sai đó là chuyện của họ. Còn mình là cư sĩ đừng bao giờ nói câu rằng người xuất gia còn làm sai, hàng cư sĩ như chúng con cũng làm sai theo. Tầm bậy. Mỗi một con người có sự giác ngộ, nên thời của Đức Phật còn tại thế. Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật xuất gia tu hành thành Phật. Còn cư sĩ Rima là người cư sĩ tu tại gia cũng làm Phật. Cảnh giới của cư sĩ Rima và cảnh giới của Đức Thích Ca Mâu Ni là một cảnh giới ngang nhau. Thể hiện trong một thời để làm chi? Để cho chúng ta biết được rằng Phật Pháp, người xuất gia tu hành cũng đắc đạo, mà hàng cư sĩ tu hành cũng đắc đạo, đều bình đẳng như nhau. Rõ ràng không? Học chánh tín rõ ràng không? Nên tự nên mỗi một con người chúng ta tự mình có thể làm được những gì mà quý thầy làm được. Quý vị đi đến đây thấy những việc những đức làm, quý vị làm được không? Trời, nó dễ quá mà. Nó dễ còn hơn là ăn cơm nằm trên võng. Quý nghĩ đi, nằm trên võng ăn cơm là cái này quá tự tại rồi đúng không? Vừa nằm vừa đưa võng vừa ăn cơm luôn, quý vị thấy cỡ nào chưa? Cái việc làm nó dễ đến mức vô cùng dễ luôn. Đó. Khi mà phóng sanh thì ra mục tiêu là gì? Quý vị coi những đức làm lễ phóng sanh. Quý vị nói thầy viết giùm con cái nghi thức phóng sanh. Tôi có nghi thức. Thì tôi nghĩ những con vật này nó cũng như là con người chúng ta phải cần được phim Phật Pháp thôi. Mày mê hoặc điên đảo như tao mê hoặc điên đảo, tao cần nghe Phật Pháp để mà khai chuyển cái sự sáng suốt thôi. Nên ra nói với mấy con chim bình thường tự nhiên như nói với con người. Rồi nói vài câu xong khuyên nó cố gắng niệm Phật đi. Rồi mình truyền thọ tam quy cho nó để kết duyên. Rồi mình niệm Phật rồi mình thả người ta đi. Mục tiêu là gì? Là thả người ta. Hiểu không? Bây giờ thí dụ như mình ở tù đi, người ta nói người ta thả mình, mà ta để làm lễ tiếng, làm lễ tiếng nữa thả. Nói trời, ở trong tù này một giây một phút là tu khổ, thì một giây một phút thả đại đi chứ làm lễ làm gì nữa, mệt quá tôi cảm ơn dữ lắm, thả tôi liền là tôi cảm ơn, còn để thêm một tiếng nữa là tôi cảm thấy tôi mệt mỏi thêm một tiếng nữa, thôi thả đi làm lễ làm gì cho nó mệt. Nó mà nó không để tôi phải làm lễ. Tôi kêu tất cả mọi người lại và tôi nói là tôi trình cho mọi người là tôi thả ông. Nó trời là thả đại đi, đông người chi cho mắc cỡ, thả đi. Thấy không, càng thả mình sớm nào càng tốt ngay đúng không? Vậy thì mấy con chim đồ quý vị mà làm cho nó lâu, nó dẫm đạp trong đó, nó đau đớn coi chừng, quý vị thả nó ra nó ngáp ngáp ba không nổi. Nên từ nơi đó mua người ta thả càng sớm càng tốt, nên ra làm lễ rẹt 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 thả, vỗ tay niệm Phật vui vẻ. Vui khi những con chim này nó thoát khỏi chim lồng cá chậu. Rồi mình thả nó thôi, từ cái tâm quý vị từ bi phát ra mà nó sanh phước từ tự tánh. Quý vị bây giờ đi phóng sanh, quý vị cầu phước phóng sanh đó hả? Là từ cái tâm từ bi này nó sanh phước từ tâm, mình là tự tánh đầy đủ viên mãn. Nên cái tâm từ bi này nó sanh ra phước báo. Công đức là từ tâm của mình mà sanh ra hết. Chứ không có cầu cái bên ngoài, học Phật là hướng nội chứ không phải hướng ngoại. Ngoại chỉ là cái duyên để dẫn dắt, còn hướng nội mới là thật sự tu. Nhớ nha quý vị. Nên cái cảnh ở trong chùa của mình, quý vị coi á, đêm sinh hoạt trong chùa mình đi, quý vị coi coi. Nếu người không hiểu, nói người xuất gia gì đâu mà nhảy nhạc thấy ghê chào. Bình thường vậy đó, nhưng mà khi họ làm viết rồi quý vị thấy họ làm à. Ừ. Họ chơi một chút thôi mà quý vị coi giờ này họ làm kìa. Ở nhà bếp họ làm kìa. Nó. Còn quý vị đi thì ngay hàng thẳng lối, nhìn thì tướng tá, quay phong nghiêm trang đúng không? Đi xuống nó làm giống họ đi. Làm thật đó. Rồi bây giờ quý vị đem tiền quý vị cho họ, họ có nhận không? Rồi mỗi ngày họ lo cho mấy bà già đồ này kia, phải thật chắc không? Tí thấy người ta vậy đó mà thật chắc đó. Quèn què vậy đó mà chơi thiệt, làm thiệt luôn chứ không giỡn đâu. Nên từ nên nó Phật Pháp là gì? Hướng nội. Từ cái tâm mình hướng nội để mà tu chính mình, sửa đổi lỗi lầm, thì tức khắc học là có kết quả liền. Đừng bao giờ bị bất cứ một cái hình thức gì câu thúc mình. Nhớ nghe những cái câu nãy như Đức nói, cái gì mà nặng nề cho qua, cái gì mà không hiểu cho qua, cái gì mà khó khăn cho qua, cái gì mà làm được làm. Trong một bài pháp quý vị nghe chia sẻ, cái mà quý vị thu nhặt được đặc biệt nhất trong Phật Pháp là cái cách nghe như thế này. Cái gì nghe không hiểu cho qua, cái gì nghe thấy là không được cho qua, câu nào làm được thì làm. Thì tức khắc quý vị sẽ gặt hái được cái lợi ích khi nghe một bài pháp. Còn người ta thì cứ thường đắn đo những cái mà nghe không được để động não suy nghĩ.
nghĩ có ra đâu, càng nghĩ càng loạn à. Làm cái được đó làm đi, rồi làm từ từ rồi nó tự thông hiểu những cái mà không hiểu, nó tự nhiên mà hiểu, gọi là pháp tại tự nhiên á. Tự nhiên mà hiểu, bây giờ không hiểu mai mốt hiểu. Chỉ cần mình giảng sanh về thế giới cực lạc thì mình sẽ hiểu hết trơn à. Thôi vậy bây giờ thì bổn nguyện của Di Đà đưa lên câu Phật hiệu, thì chân thật mà niệm Phật để mà cầu sanh cực lạc đi, thì tức khắc chúng ta về cực lạc thì môn nào chúng ta cũng hiểu. Hay quá ha. Nên có những người hỏi: con niệm Phật giảng sanh mà con niệm Phật còn rất nhiều vọng niệm, vọng tưởng nhiều vô cùng, thì niệm có giảng sanh hay không? Đây là những công đoạn đặc biệt nè. Đã sinh làm người trong cõi dục giới tán địa này thì tâm đều tán loạn cả. Cũng như sinh ra trong cõi người thì đều có mắt mũi, bảo rằng phải bỏ tán tâm mới được vãng sinh. Không có lý đó. Người tán tâm niệm Phật mà vãng sinh, đó mới là chỗ thù thắng của bổn nguyện. Tâm hàng phàm phu làm sao khỏi tán loạn? Cũng bởi vậy nên mới gọi là pháp tu thù thắng. Tự nhiên nghe cái thấy mình có phần liền vậy nè. Nghe thấy mình có phần giảng sanh liền, muốn niệm Phật liền đúng không? Đó. Tại vì trong đây chúng ta, tất cả chúng ta trong đây, cả những đức luôn, ai cũng là người tán tâm niệm Phật cả. Nếu nói rằng không còn tán tâm, không còn vọng niệm mới giảng sanh, vậy là chúng ta tiêu hết rồi. Các vị ngồi đau chân cứ thẳng chân thoải mái, cứ thẳng vô mặt những đức này. Không sao đâu. Thấy không? Nên các vị nhớ, nếu nói rằng là không còn vọng niệm, không còn tán tâm niệm Phật mới giảng sanh, như vậy thì tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp này sẽ tiêu hết, không có ai có cơ hội giảng sanh hết chứ. Tất cả người ngồi trong đây có ai dám đưa tay lên rằng con niệm Phật không có vọng tưởng không? Tôi cũng không đưa tay luôn. Cho bị biết, trời ơi, câu này đúng là gần 800 năm về trước mà bây giờ vẫn còn phù hợp, càng cai càng phù hợp. Đúng là những lời dạy này nè, mà những lời dạy mà càng về sau càng phù hợp này, ghê thiệt chứ. Người ta nghe một cái là có phần liền vậy đó. Còn tại sao ông nói tịnh độ mà người ta nghe người ta không có phần? Vì ông giảng tịnh độ mà ông xuyên qua pháp tự lực, cuối cùng người ta nghe người ta thấy ta không có thành tựu được rồi, bỏ niệm Phật luôn đi. Còn lời dạy này người ta vẫn niệm Phật, bèo bèo gì cũng văn danh đi lên cõi trời chơi, đúng không? Phước báo mà lại có người có chờ. Còn bây giờ người ta bỏ tu, bỏ niệm Phật luôn, cõi người cũng không có luôn nữa, tiêu rồi, đúng không? Từ nơi đó người ta nghe cái này là thấy người ta văn danh rồi đó, chịu niệm Phật rồi đó. Dù bây giờ người này không giảng sanh cũng lên cõi trời hoặc xuống cõi người, không đến nỗi đọa tam đồ ác đạo. Đúng là đại từ đại bi là chỗ này nè. Còn bây giờ ông nghe cái việc mà bây giờ còn vọng niệm, còn tán tâm thì không được giảng sanh, ông nói thật đúng không? Ông nói thật cho bậc thượng căn và bậc trung căn. Còn ta là gì? Ta là bậc hạ căn. Ông chịu nói, phải là hạ căn tiếp nhận được, thì cái này gọi là thượng trung hạ đều phải tiếp nhận nè. Nó rõ ràng không? Sanh trong cõi dục mà tán địa này, mắt thấy tai nghe mà kêu tâm không tán tâm, không loạn tưởng, làm sao được? Bên ngoài là bao nhiêu cảnh động, bên trong là bao nhiêu cảnh động, ngoài và trong đều là kết hợp mà kêu phải dẹp đi vọng niệm và tán tâm. Thôi thôi. Bởi vì tổ sư đưa lên tiêu chuẩn gì? Tín nguyện niệm Phật giảng sanh. Bạn chỉ cần gầy dựng tín nguyện, dù là tán tâm vọng tưởng, nhưng bạn niệm cả đời không bỏ câu Phật hiệu. Tôi hơn 12 năm chờ đi niệm Phật, tôi niệm Phật không ra gì cả, tôi chỉ biết niệm Phật thôi. Nếu mà nói rằng là vọng niệm tán tâm, tôi càng ngày càng nhiều tán tâm vọng niệm, nhưng tôi càng ngày càng tính tâm với niệm Phật. Tôi chỉ niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi thường cứ niệm Phật như vậy. Nhưng mà tôi làm việc gì tôi cũng có thể làm được. Vì sao? Vì tôi niệm Phật tôi thấy rõ ràng câu Phật hiệu này là báo vật vô giá, thấy không? Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt. Hay chưa? Thấy có cơ hội chưa? Tự nhiên thanh tịnh cái tâm này rồi mới niệm Phật. Vì không thanh tịnh cái tâm này rồi chết queo rồi là sao niệm Phật? Quay ngược lại là niệm Phật thì tự nhiên nghiệp chướng tiêu diệt. Ấn Tổ nghe nói câu phù hợp câu này nè: nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật bị nghiệp chuyển. Câu này với câu này phù hợp nè. Nó nên từ nơi đó người tu tịnh độ phải gầy dựng tín nguyện cho thật là mạnh,
kiên cố ngay câu Phật hiệu này nè. Đó, quý vị nghĩ đi, bây giờ chúng ta phá thai nhiều lần nè, rồi chúng ta tạo nghiệp sát sanh nè, chúng ta bất hiếu với cha mẹ nè, chúng ta làm nhiều điều tội lỗi nè, quá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta càng nghĩ đến nó thì càng tăng thêm cái sự khổ đau trong tâm, mà tâm khổ đau nặng nề thì tăng thêm cái nghiệp. Cái nghiệp là cái đó đó, cái nghiệp là cái khổ là cái đó đó. Còn câu Phật hiệu là gì? A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Chữ giác ngộ này chúng ta niệm hoài, niệm câu Phật hiệu này, nhớ câu Phật hiệu này, tất cả những cái kia nổi lên bao nhiêu kệ, chúng ta cứ đem tất cả cái kia gom vào câu A Di Đà Phật. Đem tất cả cái kia chứ không phải là đem vứt nó, mà tất cả những vọng niệm, những cái không phải khởi lên, tất cả đều quay về đem bỏ vào câu A Di Đà Phật. Vì sao? Vì tôi cũng là kẻ tội lỗi, tôi phải niệm Phật. Anh cũng là kẻ tạo tội lỗi, anh cũng phải niệm Phật. Chúng ta cùng niệm Phật, nghiệp chướng cũng phải niệm Phật, quan gia cũng phải niệm Phật, hương linh thai nhi cũng phải niệm Phật. Trước nhất chúng ta phải niệm Phật an vui, thì tức khắc quý vị sẽ giúp cho người ta hóa giải tâm. Cùng nhau hóa giải tâm thì chúng ta cùng nhau an lạc. Tuyệt, tuyệt vời. Đúng là pháp môn tịnh độ này tuyệt vời. Bởi vì sao mà chùa mình vui như vậy? Đó. Tại sao người ta bước vào chùa mình là người ta vui? Vì sao người ta thấy người ta có phần? Ai cũng tu được cả, độ giảng pháp mà. Người ta giảng pháp tay người ta. Còn mình á. Trong cái cuộc đời này quý vị biết rằng thật sự với quý vị đó, cái nghiệp chúng ta nặng đến cái mức mà cầm như nè. Mà chúng ta còn không còn buông ra nữa nè. Thì biết nó nắm mình mà mình cầm búa, mình búa nó bóp 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 gì mà nó bám mình. Chứ đừng có nói mà sao xạo mà lên mà. À con ơi, con ơi, tu gì nè con ơi. Trời xạo. Đố mà giải quyết được cái vấn đề sanh tử trong cuộc đời này. Trong cuộc đời này phải âm. Đúng không? Nó lúc vui thì là vui, còn lúc tu là phải tu, lúc làm việc là phải gan. Đúng không? Chứ gan sao mạnh như ta? Tại vì gan. Đúng không? Còn nếu mà nhát thì sao nói chữ gan mạnh dữ vậy? Đúng không? Bởi vì tại sao mà những đức Phật pháp mà pháp môn tịnh độ mà những đức nói tính nguyện là tại sao người nó hực lên? Tội của người mình đang mệt vô cùng nhưng mà qua mà nói tính nguyện niệm Phật cái là mặt đỏ lên nghe. Ghê chưa? Nghĩa là tự nhiên mà hực tâm lên vậy đó. Tại vì sao? Thương gây dựng tính nguyện hoài. Cứ thường gây dựng tính nguyện hoài nên nói tới tính nguyện là ngay cái tông liền. Còn thường mà vì người ta mà gan thì tức khắc nói chữ gan là ghen. Gan thì thấy chưa? Thấy không? Ngay tông rồi. Nó nên mình sống trong cuộc đời này vô thường. Bây giờ cứ sợ hoài. Cứ sống trong cái sợ hãi hoài chứ à. Nếu tôi mà sợ hãi bị sao đi đến chùa đông được gì? Ồ Phật tử mà lâu ngày ta không gặp lại, bữa nay ta đến chùa ta tập trung đến ta gặp mình. Ôi ôi mình tặng cho người ta người cái quạt, cầm quạt cho nhau, mà nói công nhận hay. Vừa tặng quạt cho người ta cầm quạt ta quạt mình. Mà nói ủa hay á. Vừa tặng quạt một cái là tự nhiên lấy quạt quạt mình liền. À nhân quả tương đồng à. Vậy thì nếu mà mình cầm lửa mình cho người ta thì nó lấy đồ lửa nó đốt mình. Hay chưa? Vậy thì cuộc đời chúng ta nên đem sự mát mẻ, đem niềm vui đến cho người đi, thì người ta sẽ đem niềm vui cho mình. Đó, nên hôm nay chúng ta chia sẻ đến đây thôi. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. À, chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, đầu năm quý Phật tử về đây rất là đông, các cháu nhỏ cũng rất là ngoan về đây cũng biết niệm Phật. Cái công đức niệm Phật nó lớn dữ lắm. Vào trong đây cái là ai cũng niệm Phật á. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Có nhiều người trong đây chúng ta cũng mang cái nghiệp phá thai, mà nghiệp phá thai này, nghiệp này ghê lắm. Cái nghiệp này nó không có tha cho quý vị đâu. Nếu đời này không giảng sanh là quý vị đọa địa ngục là chắc chắn. Nghiệp phá thai là nghiệp giết người. Mà giết đây là giết con mình. Phải nhớ nghe không? Từ nơi đó mà cái cách hóa giải chỉ có ngay pháp môn niệm Phật này. Nhớ Phật niệm Phật. Nhớ.
Và chúng ta về đây tu có thể đem công đức hồi hướng, cầu an cho cha mẹ, cầu an cho người thân và cầu siêu cho người thân. Và khi mình về đây tu cúng đế thực gì nè, thì tất cả hương linh mà thai nhi vì nghiệp phá thai hay người dòng họ mình chết chưa siêu thoát, người ta cũng về đây người ta hưởng tài thọ thực. Vì khi mà ở trong đây đông người về niệm Phật là cái công đức nó cảm với bổ nguyện phóng quang, thì tự nhiên quang minh phổ chiếu ở nơi đây nè, tự con người an lạc vui. Vì giờ đây tu vui rõ ràng mà, thì chư hương linh người ta cũng hưởng được cái quang minh mát mẻ đó, người ta tắm mình trong quang minh. Cái tâm người ta được vui thì người ta muốn không đòi nợ nữa. Vì nếu mà mang cái tâm đòi nợ đời đời kiếp kiếp thì đọa lạc hoài không siêu thoát. Thôi bây giờ chúng ta nghe bổ nguyện rồi, người sống cũng nên niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà người chết cũng nên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà cái tâm tu mà cầu sanh cực lạc thì về đây mà được cúng gì nè, thì mình khỏe thì mình giúp cho người yếu. Các cháu mà cục tay cục chân mà khi bị phá thai mà cắt tay cắt chân các cháu đó, thì cái linh thức các cháu nó bị ảnh hưởng từ cái cắt tay cắt chân đó mà nó lết lết vô đây nè, để mà hưởng tài thọ thực. Thì mình là hương linh khỏe, mình nên giúp hương linh yếu. Cái tâm đó là gọi là con người thương con người, hiểu không? Chứ đừng có mà xô người ta yếu, người ta xô người ta ra. Cái tâm tu như vậy là không có đúng đắn chút nào. Giống như người sống mình mà gặp người ta nghèo, người ta yếu mà quýnh người ta, chửi người ta, coi thường người ta thì không có đúng. Nên con người là phải thương con người. Vậy thì người sống thương người sống, người chết cũng thương người chết. Và người sống thương người chết là cúng. Thật sự mắc cái thân thì không có ăn được, nhưng mà cái tâm thức nghĩ là mình muốn uống sữa, nghĩ mình muốn ăn bánh, ăn kẹo, nghĩ như vậy là nhờ cái công đức tu hành niệm Phật cúng gì nè, cái tâm người ta cũng được hưởng cái tài thọ thực, là người ta hưởng hương vị. Mà cái tâm hưởng hương vị mà đạo tràng tu xong gì nè, thanh tịnh tâm mà cúng hưởng cái là ta no lâu lắm. Cái cảm giác của cái đạo tràng đông gì mà cúng là hưởng mạnh dữ lắm. Nên khi quý vị về chùa gì là hương linh đồ, gia đình dòng họ chết chưa siêu về đây đông lắm nè, không phải ít đâu, không có đơn giản. Nên người ta thích nghe pháp người ta tu, rồi mình ở nhà mình cũng phải tu. Những người mang nghiệp phá thai cũng phải siêng năng niệm Phật. Quý vị không có nhờ ai giải quyết giùm quý vị được đâu. Chỉ chính bản thân mình tu làm sao mà dù mình có bị đau bệnh khổ cỡ nào mình cũng vui trả. Đó là cái tâm tiêu nghiệp đó. Chứ đừng bao giờ mà nhờ người khác giúp mình. Người ta chỉ đem cái pháp chỉ dạy, còn chính bản thân mình là người buộc dây, mình phải là người mở dây. Phật pháp là nói rất xác thực như vậy. Nên những đức khi mà chùa của mình không có ghi cầu an cầu siêu là vì sao? Vì muốn cho quý vị tu hành, còn khi hồi hướng là hồi hướng chung đó. Nên từ người sống cũng nghe được, mà từ người chết cũng nghe được. Nên mang cái tâm mà quá giải hận thù, đừng có mang cái tâm mà quán hận để mà cấu kết mãi, thì nó khổ đau đời đời kiếp kiếp mà không thoát khỏi cái cảnh khổ của ở lục đạo luân hồi. Chúng ta nguyện đem cái công đức mà niệm Phật, lễ Phật rồi thì cúng đĩa thực phóng sanh này nè, nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng. Nguyện cho quý vị thân tâm thường an lạc, gặp được pháp môn tịnh độ và tin và chịu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cái A Di Đà Phật chân thật mà niệm. Thân tâm thường an lạc và gia quyến của quý vị nhờ cái công đức quý vị tu mà từ từ chuyển hóa, họ cũng biết tu hành hướng về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng, nguyện cho Ngài khỏe mạnh và trụ thế gian lâu dài. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện Di Đà để niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng hổ tình chung ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất thiết hổ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhật thiệt, ngà đặng dự hổ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đắng cô hồn chung ngã kim ti như cung, thử thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An mộng lục lăng ta bà ha, an mộng lục lăng ta bà ha.
ta bà ha, a nga nga nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, a nga nga nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, nga nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, nổ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta làm lễ phóng sanh cộng tu ngay ngày mùng 6 đầu năm. Quý vị về đây được dự cái lễ phóng sanh. Phóng sanh là trưởng dưỡng lòng từ. Như chúng ta khi bị đứt tay đứt chân chút là mình sẽ đau đớn vô cùng. Nên từ khi mình nghe được Phật Pháp, mình phát cái tâm từ bi. Tất cả những con vật mình không dám ăn thịt, vì mình phát cái tâm từ bi. Mình nghĩ rằng là bản thân mình đau đớn thì mình đi chữa trị. Còn bây giờ mình cắt cổ, nhổ lông, chiên xào, nấu nướng những con vật thì nó đau đớn vô cùng, nên tội nghiệp cho nó. Nên từ nơi đó mà phát tâm ăn chay trường, mà phóng sanh. Nên những con chim này nó cũng từng mang cái nghiệp tham sân si, mà bây giờ đọa làm loài súc sanh này. Từ cái tâm tham nặng nề là nhân, khi cuối cuộc đời chiêu cảm cái quả báo là đọa vào trong cái địa ngục khổ đau. Còn nếu như mình tham lam đi đâu cũng biết vơ vét, mà không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người khó khăn, đó là cái tâm keo kiệt, là nhân chiêu cảm quả báo là khi chết đọa vào loài ngạ quỷ. Còn ngu si không biết chánh tà là nhân, khi mình cấu kết với cái quả báo khi cuối đời là đọa vào loài súc sanh. Nên những con chim này đọa vào loài súc sanh là từ ngu si mà ra. Từ nơi đó hôm nay được nhân duyên ở trong ngôi Tam Bảo, được nghe Phật Pháp, được nghe Bổn Nguyện Di Đà, nên chân thật niệm Phật và được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi được thả ra nên ở trong ngôi Tam Bảo, đừng bay ra ngoài, vì bay ra bên ngoài bị người ta bắt nữa. Còn ở trong chùa dù có chết đi chăng nữa cũng chết trong ngôi Tam Bảo. Và nghe câu Phật hiệu khi xả thân này thì được cái thân mới tốt đẹp, và được niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta chở mình quay mặt ra ngoài phóng sanh, nhìn chim bay, hoan hỷ vỗ tay nha, niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật mời đại chúng chúng ta xuống nhà ăn để dùng cơm nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.